Chiến tranh và tình yêu, bút ký của thượng sĩ nhảy dù, Giang Hoa Không Gian. Bùng 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 bùng, ầm ầm ầm. Hàng loạt đạn cối 82 ly nổ quanh căn cứ, bụi bay mù trời. Thỉnh thoảng có một vài trái rơi giữa căn cứ, nhưng vì có giao thông hào và hố cá nhân, thiệt hại về người không đáng kể lắm. Riêng những khẩu pháo 105 ly, 155 ly thì hư hỏng hoàn toàn, không bắn tầm xa được nữa, chỉ bắn trực xạ mà thôi. Do đó hỏa lực từ căn cứ không thể phản pháo được mỗi khi bị pháo kích. Sau mỗi đợt pháo kích, địch lại hỏi, mẹ chúng mày chết hết chưa? Nói tao nghe coi. Mày chúng mày chạy lẹ lên, B-52 tới rồi đấy. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ của hàng trăm trái bom B-52 thả xuống nổ vang rền như trời chuyển mưa to, núi rừng trung chuyển như động đất. Mẹ chúng mày đâu hết rồi, lên tiếng đi, chết hết cả rồi chứ gì. Trong căn cứ được lệnh cẩn thận, tránh ngộ nhận bắn nhầm, anh em biệt động quân tan hàng chạy về căn cứ, và địch cũng có thể giả làm những anh em đó để lừa mình. Em yêu, tình hình ngày một căng thẳng. Mấy tiểu đoàn biệt động quân bố trí phòng thủ từ xa để bảo vệ căn cứ đã thất thủ. Nay đơn vị coi như không được bảo vệ nữa, hỏa lực pháo binh tê liệt, giờ chỉ còn trông chờ vào sự yểm trợ của không quân Mỹ mà thôi. Lo lắng càng thêm nhiều hơn trước, viễn cảnh của sự thất bại ngày một rõ ràng. Xác những anh em tử trận những ngày qua, chờ trực thăng mang đi, giờ đã bốc mùi hôi thối đến khó chịu. Thỉnh thoảng có xác đã chết rồi lại lãnh thêm một trái đạn cối nữa, tan tành chẳng còn gì. Sự bố trí của lữ đoàn qua nhảy dù trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 này đã bị lộ ngay từ đầu. Vì thế nên một nửa tiểu đoàn 6 nhảy dù đã bị thiệt hại ngay khi mới đặt chân lên đất Lào. Vì vậy, đáng lẽ có thêm một căn cứ hỏa lực nữa là 32, nhưng không có quân để thiết lập căn cứ đó. Cho nên suốt cuộc hành quân này chỉ nhắc đến hai căn cứ mà thôi, đó là căn cứ 31 do tiểu đoàn 3 nhảy dù bảo vệ và căn cứ 30 do tiểu đoàn 2 nhảy dù bảo vệ. Chính vì vậy sự yểm trợ về hỏa lực cho hai căn cứ này bị yếu nên dẫn đến tan rã sau này. Thường, một lữ đoàn nhảy dù khi đi hành quân luôn được bố trí 3 căn cứ hỏa lực theo hình tam giác đều. Mỗi căn cứ có 6 khẩu pháo 105 ly, nằm cách nhau vừa hết tầm bắn của pháo 105, tương đương gần 11 cây số. Khi một căn cứ bị tấn công, hai căn cứ còn lại sẽ dồn hết hỏa lực để bắn yểm trợ cho căn cứ đó, nhưng mặt trận này lại không thực hiện được như vậy. Giữa lúc tình hình nguy hiểm như vậy, hôm nay ngày đầu của tháng 3 năm 71, cấp trên thông báo lý do thời tiết xấu, mọi phương tiện yểm trợ bằng không quân sẽ bị giới hạn, do đó lương thực, đạn dược sử dụng giới hạn. Nghe tin này, anh chỉ còn biết kêu trời. Em yêu, tên tiểu đoàn 39 biệt động quân thất thủ lan nhanh trong đơn vị. Hướng đông của căn cứ anh bị bỏ ngỏ. Tình hình càng nguy hiểm hơn khi áp lực pháo kích bằng đại bác 130 ly của địch ngày càng chính xác. Do lấy được những mật mã, tọa độ và sử dụng những trang bị của đơn vị bạn bỏ lại chiến trường, căn cứ giờ đây chói chang màu đất đỏ, như một thành phố nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Hạ Lào, có lẽ ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Mỗi lần trực thăng bay vào tiếp tế cho căn cứ là hàng loạt phòng không 12 ly 8 rượu lên chào đón. Từ căn cứ nhìn lên lưới lửa bao vây những chiếc trực thăng ấy, anh cũng cảm thấy khiếp sợ, lo lắng cho sự an toàn của những pilot đang bay trên đầu. Có những chiếc liều đáp xuống, để rồi nằm luôn ở bãi đáp và không bay lên được nữa vì trúng đạn quá nặng. Có những chiếc đành quay đầu vội vã bay về lại căn cứ. Trực thăng tiếp tế là loại thông thường QH-1B có trọng tải khoảng 1 tấn, ưu điểm là bay nhanh, nhỏ, gọn. Khuyết điểm là phải đáp xuống đất mới giao hàng hóa được. Trước tình hình phòng không mạnh như vậy, bay vào và đáp xuống bãi thật là nguy hiểm cho đội bay cũng như an toàn cho máy bay. Nhưng không tiếp tế cho căn cứ được, thì sinh mạng của mấy trăm người lính lấy gì mà chiến đấu đây? Trực thăng vận tải loại lớn CH-47 Chinook được huy động vào cuộc. Loại này có trọng tải khoảng 5 tấn,
Hàng hóa được đặt trong một loại lưới đặc biệt, móc ở dưới bụng, bay đi và khi đến nơi không cần đáp xuống, ở một độ cao an toàn cho hàng tiếp tế không bị đổ vỡ. Nhân viên phi hành bấm nút cho lưới đựng hàng rơi xuống đất và bay đi. Ưu điểm là không cần đáp xuống bãi, nhưng lại bị khuyết điểm là to đùng, nên cũng dễ làm mồi cho phòng không 12 ly 8 của địch. Hôm nay, một số anh em của biệt động quân tăng hàng được đổ vội vã xuống căn cứ, bất chấp hỏa lực phòng không mạnh mẽ của địch. Trên trời, những máy bay ném bom Phantom của không quân Mỹ thi nhau nhào lộn tả bom trấn áp những điểm đặt súng nặng của địch. Trực thăng võ trang, chiếc thì bay bảo vệ cho những máy bay chở quân đáp xuống căn cứ, chiếc thì nhào xuống bắn xối xả những loạt rocket vào những ổ phòng không 12 ly 8. Tông, 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 ầm, ầm, ầm. Cao xạ 37 ly, 57 ly từ dưới đất bắn lên đuổi theo máy bay ném bom F4 của Mỹ. Loại súng này được điều chỉnh nổ cho phù hợp từng loại máy bay mình muốn bắn. Khi đến cao độ thích hợp, đầu đạn sẽ nổ và mảnh văng đầy trời vây quanh máy bay đối phương. Bầu trời đen kịt do khói thuốc nổ của súng cao xạ. 12 ly 8 như lưới lửa vây quanh những chiếc trực thăng võ trang Cobra. Cả hai bên trên trời, máy bay và dưới đất súng phòng không như đang đóng bộ phim chiến tranh nào đó mà chúng ta vẫn thường xem trên TV. Cuộc chuyển quân hoàn tất. Đây là lần tăng cường quân cho căn cứ 30 lần đầu và cũng là lần cuối cùng trong suốt chiến dịch Lam Sơn 719. Có lẽ cấp trên biết, sự thiệt hại về nhân mạng cũng như tinh thần của anh em tiểu đoàn 2 nhảy dù, chỉ còn cách tăng cường quân số thêm lên mới hy vọng giữ được căn cứ 30 này. Quân đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn nữa, để chiếm căn cứ này quả là không dễ dàng. Cho dù yểm trợ về hỏa lực có sút giảm đi chăng nữa, em yêu, lệnh trên xuống, tiểu đoàn 2 nhảy dù chuẩn bị rút quân. Anh nghe tin này mà lòng mừng vô hạn, không sao tả hết sự vui mừng ấy, nhưng rút quân bằng cách nào và phương tiện ra sao thì chưa được biết, nhưng cứ vui mừng đi đã, còn như thế nào thì tính sau, vui nhưng trong lòng vẫn lo khi lệnh chưa được thực hiện. Trời chiều qua nhanh, bóng đêm ập xuống bao trùm căn cứ. Lạnh, anh thèm một ly cà phê, thèm được ôm em cho bớt lạnh. Trên bờ giao thông hào, bạn bè đang thì thầm lo toan cho ngày mai. Mây ai, chuỗi ai? Lệnh rút tiểu đoàn 2 nhảy dù, hủy bỏ. Như tôi đã nói ở những bài viết trước, kế hoạch điều quân khi đổ quân đến bất cứ nơi nào, đi đợt đầu bao giờ cũng là cấp nhỏ hơn và đến sau cùng là cấp lớn nhất của đơn vị đó. Trong cuộc hành quân này cũng không ngoại lệ, vì cuộc hành quân này quy mô lớn, do đó hơn 600 quân chỉ đổ có hai đợt. Đợt đầu đổ xuống để thiết lập căn cứ 30 do thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 nhảy dù, và đại úy Trần Công Hạnh, sĩ quan ban 3 chỉ huy, gồm có đại đội 23, đại đội của tôi và đại đội 24. Thành phần còn lại gồm có ba đại đội và bộ chỉ huy tiểu đoàn được đổ xuống đợt sau do Trung tá Trần Kim Thạch, tiểu đoàn trưởng chỉ huy. Sáng nay, lệnh rút quân của tiểu đoàn 2 nhảy dù được thực hiện. Kế hoạch được tổ chức cụ thể như bao lần chuyển và rút quân mà tôi đã quen thuộc. Tôi vẫn may mắn như bao lần đi trước về sau. Vì tình hình bãi đáp trực thăng không cho phép xuống ào ạt, một lúc 10 chiếc để bốc quân, do bị pháo kích và hỏa lực phòng không 12 ly 8 vây quanh căn cứ, rất nguy hiểm cho máy bay trực thăng, cho nên chỉ xuống mỗi lần có 2 chiếc mà thôi. Tiếng trực thăng từ xa vọng lại, ai nấy hồi hộp xen lẫn vui mừng, nhất là những anh em được bốc đi đợt đầu, những ai được bốc đi trong tư thế sẵn sàng lao ra bãi đáp để vào máy bay, số còn lại trú ẩn dưới giao thông hào và các hố cá nhân để tránh pháo kích, đồng thời đề phòng địch lợi dụng lúc này để tấn công. Dĩ nhiên có Trung tá tiểu đoàn trưởng Trần Kim Thạch trong đợt rút quân đầu tiên này, cối 82 pháo vào bãi đáp, phòng không vây bủa lấy những chiếc trực thăng đang cố đáp xuống để bốc người mang đi. 2 chiếc cất cánh và bay đi an toàn, với sự bảo vệ mạnh mẽ bằng rocket của những chiếc trực thăng võ trang Cobra.
Xa xa rền vang tiếng nổ của bom B-52, khói đen bay lên đến tận trời xanh. Gần căn cứ lúc này có hai chiếc F-4 của không quân Mỹ từ đệ thất hạm đội ngoài khơi Thái Bình Dương bay vào, tham gia bảo vệ cho căn cứ và những chiếc trực thăng trong cuộc rút quân này. Đại úy Trần Công Hạnh, sĩ quan ban 3, điều khiển hướng dẫn máy bay F-4 ném bom của Mỹ. Ông nói giỏi và chuẩn tiếng Mỹ đến nỗi pilot trên chiếc F-4 phải hỏi ông, tại sao cuộc hành quân này nói không có cố vấn Mỹ đi theo, sao lại có người Mỹ dưới đất điều khiển máy bay ném bom? Ông cười và trả lời viên pilot ấy, tao mới du học bên Mỹ về. Đại úy Hạnh rất giỏi, nếu để ông thấy được hố phòng không hay một miệng hố cá nhân nào đó của địch, diện tích cỡ 1 mét vuông thôi, ông có thể điều chỉnh pháo binh trót ngay đạn vào miệng hố đó. Năm 1970, ông được đi học khóa tham mưu cao cấp nào đó ở Mỹ. Mãn khóa học, ông về lại tiểu đoàn 2 nhảy dù. Khi về nước, một cô bạn gái người Mỹ mà ông quen trong thời gian đang học khóa tham mưu đã bay từ Mỹ sang thăm ông. Báo hại ông phải mượn 1 năm tiền lương để đi chơi với cô người Mỹ đó. Không biết ông đã trả hết nợ chưa? Trở lại việc rút quân, đợt đầu bốc đi đã lâu nhưng không thấy trực thăng quay lại để bốc đợt tiếp theo. Nếu như tính toán lộ trình bay thì thời gian bay quá dư để quay lại bốc đợt kế tiếp rồi. Tôi hơi lo lắng, đợt đầu bốc đi là khoảng hơn 10 giờ, bây giờ đã xế chiều, trời đã lành lạnh, chẳng lẽ hủy lệnh này? Chiếc phi cơ quan sát OV-10 bay rù rì trên cao, vòng quanh căn cứ, báo hiệu sẽ có một đợt ném bom B-52 gần đâu đây. Máy bay quan sát OV-10 là loại máy bay quan sát đặc biệt của không quân Mỹ. Nó bay ở đâu là ở đó sẽ có B-52 tới ném bom. Những chiếc F-4 vẫn thay nhau vào vùng quần thảo, ném bom sát rạc căn cứ. Tiếng nổ của bom, mùi khét của thuốc nổ TNT bay tràn về căn cứ. Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Trời se lạnh, những con mắt lo âu dõi theo đường chân trời như cầu mong cho những con chim sắt mau quay trở lại để đưa họ về nơi bình yên. Nhưng tất cả im lặng. Lệnh mới hủy cuộc rút quân của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Lúc này khoảng 15-16 giờ chiều, một ngày đầu tháng 3 năm 1971, kinh hoàng cho cuộc rút quân của tiểu đoàn 39 biệt động quân. Trung tá Trần Kim Thạch sau khi được bốc về Bộ Tư lệnh Tiền phương, Bộ Tư lệnh tạm thời để chỉ huy hành quân, sư đoàn nhảy dù, đóng tại Khe Sanh thì lệnh rút quân hủy bỏ. Tướng Dư Quốc Đống tư lệnh sư đoàn nhảy dù yêu cầu Trung tá Thạch bay về căn cứ 30 để tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn 2 nhảy dù. Trung tá Thạch đã từ chối không thực hiện lệnh này. Ông nêu rõ lý do. Ông sẽ bay qua với điều kiện là máy bay trực thăng chở ông phải đáp xuống căn cứ, đẩy ông xuống, chứ ông không chấp thuận trực thăng đậu lơ lửng trên cao và ông phải nhảy xuống. Đây là điều khó thực hiện được trong tình hình hiện tại. Việc ông chống lệnh của tướng Đống làm tướng Đống mất mặt với các đơn vị bạn trong cuộc họp. Nên tướng Đống đã cầm can, dí đánh Trung tá Thạch, và việc này cũng làm Trung tá Trần Kim Thạch mất chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù ngay sau đó, đồng thời sa thải ông ra khỏi binh chủng nhảy dù, thuyên chuyển về trường bộ binh Thủ Đức. Tại căn cứ 30, bây giờ thiếu tá Mạnh nắm quyền tiểu đoàn trưởng thay cho Trung tá Thạch. Không bốc tiểu đoàn 2 nhảy dù như kế hoạch ban đầu, thay vào đó là bốc những anh em thuộc tiểu đoàn 39 biệt động quân mà mấy ngày trước mới đậu xuống căn cứ. Người đi kẻ ở lại, ai cũng có những tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Người đi thì vui mừng vì thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này, nhưng vẫn lo lắng vì không biết liệu có qua được những nguy hiểm đang rình rập xung quanh hay không. Chỉ khi nào lên máy bay và bay đi an toàn, lúc đó mới mỉm cười nhẹ nhõm được. Còn bây giờ vẫn đang ở căn cứ thì không lường trước được những gì sẽ xảy ra. Người ở lại thì càng lo lắng hơn khi thấy tình hình càng ngày càng bi đát. Buổi trưa, nghe tiếng trực thăng từ xa vọng lại, các anh em biệt động quân được lệnh bốc đi vui mừng lộ rõ trên từng khuôn mặt. Trực thăng đáp quanh căn cứ nhưng không đáp hẳn xuống đất như mọi lần, mà chỉ lơ lửng trên cao cách mặt đất đến trên dưới 2 mét.
Do đó các anh em biệt động quân rất là khó khăn trong việc leo vào máy bay. Phòng không 12 ly 8 bắn vây bủa những chiếc trực thăng võ trang đang bay trên cao để yểm trợ cho những chiếc chở quân trên trời dưới đất đầy những khói và lửa của các loại súng bắn đáp trả nhau. Vì trực thăng đậu trên cao như vậy, nên có những anh em không vào được trong lòng máy bay mà đu bám bằng hai tay dưới càng chân trực thăng. Phòng không bắn trát quá, sợ trúng đạn, pilot bay vội vàng và cất lên thật cao để tránh đạn. Từ hai cửa bên hông của trực thăng, xạ thủ phi hành của đội bay cũng không vừa. Họ bắn trả lại bằng những loạt đạn đại liên M60, lửa khói hừng hực từ phi cơ hòa quyện vào không gian. Những anh em đu dưới càng trực thăng với trọng lượng cơ thể 6-70 kg, sức gió và tốc độ bay khoảng 160-180 cây số một giờ. Trong thời gian rất ngắn, ở một độ cao 600-700 mét, họ đã không chịu nổi và buông tay ra. Từ dưới đất nhìn lên, thỉnh thoảng lại có một anh em rơi xuống như vậy. Tôi thật sự kinh hoàng. Với độ cao như vậy, chỉ có phép lạ thì mấy anh em đó mới mong sống sót. Tôi lo sợ và tự hỏi, liệu số phận của tôi và bạn bè ngày mai có như vậy không? Xa xa khoảng 10 cây số, những chiếc F4 đang vần vũ trên bầu trời căn cứ 31. Chúng bay lên rồi lại lao xuống, ném những loại bom gì mà tôi chưa từng thấy. Hình như căn cứ 31 đang bị tấn công. Căn cứ hỏa lực 31 bị tấn công. Trên bầu trời căn cứ 31, mấy ngày nay những chiếc F4 của không quân Mỹ thay nhau ném bom xuống. Hết đợt này đến đợt khác, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời cao, tạo thành những đám mây đen dày đặc, như là sắp có một trận mưa lớn. Qua hệ thống truyền tin, tôi được biết căn cứ 31 đang bị tấn công mạnh. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi lực lượng bảo vệ phòng thủ từ xa là biệt động quân đã bị tan rã. Do đó địch tập trung lực lượng để tiêu diệt căn cứ này. Điều đáng nói ở đây là không còn lực lượng nào để tiếp ứng giải vây cho căn cứ 31. Hỏa lực yểm trợ duy nhất là ném bom bằng máy bay F4 hay B-52 của không quân Mỹ. Nhưng hiệu quả không đạt cho lắm, bởi khi ta và địch quá gần nhau, một sai sót nhỏ của pilot khi cắt bom, bom có thể không rơi vào vùng địch mà lại rơi vào vùng quân ta, thì hậu quả không thể lường được. Những chiếc F4 từ hạm đội 7 ngoài khơi Thái Bình Dương tấp nập bay vào nhập cuộc, hết đôi này đến đôi khác, có khi trên bầu trời thấy đến 4 chiếc, cứ thế nhào xuống bay lên. Chúng lặn qua phải lách qua trái như một cuộc bay biểu diễn chứ không phải là đang thực hiện những phi vụ giết người. Máy bay thì từ trời cao cắm đầu nhào xuống bắn phá, dưới đất thì đủ loại cao xạ từ những triền núi, đỉnh núi bắn lên. Cả trời và đất đen kịt những mảng khói do thuốc nổ tạo ra, cứ như là đang xem phim chiến tranh vậy. Rồi máy bay bay đi, khi đã xong nhiệm vụ của mình, cao xạ không còn mục tiêu để bắn nữa. Căn cứ 31 từ xa nhìn có vẻ như yên tĩnh, nhưng thật ra đây mới là lúc đáng sợ, bởi ta và địch quá gần nhau. Hai bên đã sử dụng bằng súng cá nhân của mình, AK và M16, cùng những loại súng thông thường khác. Một bên cố bảo vệ căn cứ và một bên cố chiếm cho bằng được căn cứ. Do đó, sự thiệt hại về nhân mạng của cả đôi bên là rất nặng. Không quân Mỹ đã nỗ lực bảo vệ căn cứ bằng nhiều phi vụ ném bom, nhưng giờ đây không can thiệp được nữa. Bộ binh địch được T-54 yểm trợ đã tràn lên chiếm căn cứ. Từ trong căn cứ, những khẩu M72 chống tăng được sử dụng tối đa, nhưng do chưa có kinh nghiệm, vì đây là lần đầu tiên đụng độ với xe tăng, nên việc dùng M72 bắn xe tăng không hiệu quả, nghĩa là xe tăng không bị bắn cháy. Tình hình trở nên hỗn loạn, các anh em trong căn cứ 31 thuộc tiểu đoàn 3 nhảy dù đã chống trả quyết liệt. Pháo 105 ly trong căn cứ do Đại úy Nguyễn Văn Đương chỉ huy đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Tuyến phòng thủ xe tăng T-54 phá vỡ căn cứ bị địch quân tràn ngập, không để địch quân bắt. Đại úy Nguyễn Văn Đương đã tự sát bằng khẩu côn 11 ly 45 mà ông mang theo bên mình trong các cuộc hành quân. Xác ông chết ngay tại chân một khẩu pháo 105 ly, chứ không chết trong hầm chỉ huy của ông.
Căn cứ 31 bị thất thủ, một căn cứ lớn hơn căn cứ 30 được bảo vệ hỏa lực hùng hậu hơn căn cứ 30, bởi đây là căn cứ cấp lữ đoàn, có đại tá Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù cùng ở đó mà còn thất thủ. Thử hỏi làm sao anh em bên căn cứ 30 không hoang mang? Tin căn cứ 31 bị thất thủ, đại tá Thọ và toàn bộ sĩ quan cao cấp trong bộ chỉ huy lữ đoàn 3 nhảy dù bị bắt sống như một quả bom ném trúng căn cứ 30 của tiểu đoàn 2 nhảy dù của tôi. Ai nấy đều lo lắng ra mặt, hoang mang và tự hỏi, tại sao căn cứ lớn, hỏa lực mạnh như vậy lại bị phá vỡ? Đặc biệt tại sao toàn bộ bộ chỉ huy lữ đoàn 3 nhảy dù trong đó có đại tá Thọ cũng bị bắt sống? Em yêu, hôm nay sự lo lắng có lẽ đã đến tột cùng trong tâm trạng của một người lính tác chiến như anh. Từ máy truyền tin PRC-25 có chỉ thị, tất cả anh em trong căn cứ 30 cẩn thận không được bắn bừa bãi. Có một số anh em trong căn cứ 31 đã thoát ra ngoài và đang tìm đường đến căn cứ 30, đồng thời cũng phải đề phòng địch giả dạng là bạn để đột nhập vào căn cứ, vì lúc này không còn mật khẩu để làm chứng cứ liên lạc với nhau nữa. Lạnh, cái lạnh của chiều tàn Nam Lào làm anh thỉnh thoảng lại rùng mình như muốn rung lên. Anh không biết cái rùng mình ấy do lạnh hay khiếp sợ mà có nữa. Phần thứ ba đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ tư.